Đây là chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo khó khăn ở xã Hòa Phú do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ huyện Chư Pả tổ chức. Chương trình đã trao tặng 50 phần quà cho người nghèo và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 250 lượt người với tổng kinh phí 65 triệu đồng. Kinh phí tổ chức trích từ nguồn thường xuyên của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và từ các nguồn vận động. Thời gian tới thì Hội Chữ Thập Đỏ tiếp tục là vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để cùng với Hội Chữ Thập Đỏ là chăm lo cái đời sống cho bà con nhân dân là khó khăn trên địa bàn huyện, và cũng tiếp tục để triển khai đó là trao sinh kế cho các hộ khó khăn về trong cái cuộc sống để vươn lên xóa đói giảm nghèo. Trong tháng nhân đạo năm 2023, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai phấn đấu vận động ít nhất 5,5 tỷ đồng để trợ giúp 25.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, gắn với trợ giúp địa chỉ nhân đạo với hình thức trợ giúp và mức trợ giúp thích hợp. Với tinh thần tương thân tương ái, tháng nhân đạo đã thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp mọi nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo để giá trị nhân đạo được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Các phong trào, hoạt động, mô hình do Hội Chữ Thập Đỏ phát động, tổ chức luôn gắn với mục tiêu chương trình phát triển kinh tế địa phương hướng về cơ sở, qua đó thu hút được cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các nhà hảo tâm cũng như các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Cảm thấy rất là vui ạ. Cảm ơn mấy cô tặng quà cho mấy đồng bào của em. Chúng tôi rất là hân hạnh được đến đây tham gia một cái món quà nho nhỏ để cùng chung tay với các hội đoàn để chia sẻ với bà con. Thấy là rất mừng trong cái tình thương mến thương mà có ít chút để chia sẻ với bà con đồng bào ở trên này. Là một cái niềm rất là vinh dự và hân hạnh. Cũng mong rằng là có thể có lần sau có chương trình của anh này cho biết để này mình có còn được đến một lần nữa để chia sẻ với đồng bào với lại chữ thập đỏ. Trong tháng nhân đạo năm 2023, Hội Chữ Thập Đỏ ở các huyện, thị, thành sẽ thực hiện từ 3 công trình nhân đạo và tỉnh hội vận động thực hiện 1 công trình nhân đạo trị giá tối thiểu 150 triệu đồng. Các cấp hội trao tặng trên 6.000 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, cũng như tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 1.000 lượt người trong tuần lễ cao điểm đầu tiên của tháng nhân đạo. Bên cạnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động và tiếp nhận trên 1.300 đơn vị máu. Đồng thời, trong tháng nhân đạo, mỗi huyện, thị xã, thành phố phấn đấu lập 20-30 địa chỉ nhân đạo, tổ chức vận động và điều phối các tổ chức, cá nhân trợ giúp nhân đạo theo hướng phát triển bền vững. Tháng nhân đạo năm 2023 với chủ đề từ trái tim mỗi chúng ta chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái đã được các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trong tỉnh triển khai từ đầu tháng và tập trung cao điểm từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2023 với nhiều hoạt động, trong đó có trao nhiều phần quà dành cho những đối tượng yếu thế khó khăn, trao những công trình, trao những địa chỉ nhân đạo và những cái mô hình nhân đạo để qua đó phát huy và lan tỏa hơn nữa, phát huy cái sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng trong công tác nhân đạo cùng với Hội Chữ Thập Đỏ. Chương trình năm nay đã được lan tỏa hơn đến với cộng đồng, đến với các câu lạc bộ đội nhóm không chỉ riêng ở trong tỉnh và cả câu lạc bộ đội nhóm thiện nguyện ngoài tỉnh. Tháng nhân đạo là tháng cao điểm toàn dân thực hiện các hoạt động nhân đạo, tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân. Việc hưởng ứng thực hiện hiệu quả tháng nhân đạo góp phần giúp những đối tượng yếu thế, hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh, thúc đẩy nghị lực vươn lên của người nghèo cũng như kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội đối với công tác nhân đạo, từ thiện, khẳng định vai trò cầu nối của Hội Chữ Thập Đỏ các cấp với các mạnh thường quân đến những mảnh đời khó khăn.